Đúng rồi, anh ta đấy nhỉ. Anh ta đấy nhỉ. Anh ta đang ăn mì tôm. Nước của anh đấy đúng không? Thế đây là gì? Đây là gì của anh? Tôm. Ừ, tôm của anh nhỉ. Tôm của anh. Anh ăn được. Anh ăn gì à? Con có ăn mì tôm không? Làm tí nhỉ. Ôi giời, ngon quá. Vi ăn đi. Vi ăn đi, ngon không con? Ngon không Vi? Ngon không Vi? Ngon quá nhỉ. Con ơi. Ngon quá, ngon quá con ơi. Ăn cha ăn mì tôm man. Ốc chi làm mì tôm ngon nhỉ. Mì tôm ngon đấy nhỉ con nhỉ. Gì vậy con? Hôm qua con chi trên tuần đem dấu cho chị ạ. Hôm qua con nghe tình yêu lâu rồi con nhìn bối. Thế à? Rồi em nó biết dùng đũa rồi kìa. Em chống ra ra. Ờ đúng rồi, em gấu biết. Đấy nhỉ. Em ăn. Ăn gì? Cho em. Rồi hết rồi. Vì múc đi, vì múc thì vì ăn đi. Thôi rơi thì bỏ con, rơi thì bỏ ăn ở trong bát đấy, ăn trong bát đấy. Đổ hết ra rồi. Đấy, đúng rồi, giỏi quá, Vi ăn giỏi quá. Giỏi quá, Vi giỏi quá. Giỏi quá. Nhỉ. Rồi, ăn đi, vỗ mồm lúc khác. Anh ta ăn được. Anh ta ăn, anh ta ăn giỏi lắm. Vi ăn đi. Ây à. Giỏi quá.